Có một cái dạo ấy, không hiểu sao chị cứ bị gầy đi mà ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc. Mặc dù chị vẫn ăn uống bồi bổ rất là tốt, nhưng mà cân nặng cứ đang từ 56 cân mà xuống còn có 49 cân thôi. Chị đi khám ấy thì bác sĩ bảo chị bị tiểu đường type 2 rồi. Chị lo lắm, nhưng mà bác sĩ còn bảo là nếu mà cứ để như thế thì còn biến chứng nguy hiểm rất là nhiều. Thế là chị mới may quá chị mới nghĩ đến có một cái chị bạn ở cùng đồng nghiệp ấy thì cũng bị tiểu đường và đã khỏi một thời gian rồi. Thì chị bạn chị mới giới thiệu chị cái sản phẩm An Đường Huyết này của lương y Vương Đình Thạc ấy. Thế là chị mới mua về chị dùng. Thì chị cảm thấy là sau một thời gian 2 tháng để dùng thì chị thấy là ăn bắt đầu đã ngon miệng rồi. Và ngủ thì cũng yên giấc hơn. Và cân nặng chị tăng được 2kg. Thì hiện nay thì chị vẫn đang dùng cái sản phẩm An Đường Huyết ấy, mà chị còn giới thiệu cho 3-4 người thân của chị mua dùng nữa. Thì họ đều có phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm này.